Olympic Việt Nam quyết không buông bỏ, đấu Ả Rập Xê Út đến cùng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng đội tuyển Olympic Việt Nam được động viên tinh thần trước khi bước vào trận đấu quyết định bảng B môn bóng đá Nam ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ngày 22 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam trở lại tập luyện sau trận thua đậm 0-4 trước Olympic Iran. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao kiêm trưởng đoàn thể thao tại ASEAN 19 Đặng Hà Việt đến thăm hỏi, động viên, cổ vũ tinh thần. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ở trận đấu với Iran vừa qua, trước đối thủ có sự vượt trội về mọi mặt, nên dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam đã không đạt được kết quả như mong muốn. Sau trận đấu, BHL và các cầu thủ đã cùng nhau rút kinh nghiệm và hướng tới trận đấu với Ả Rập Xê Út với một tinh thần tích cực nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định toàn đội sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất trong trận đấu với đội tuyển Olympic Ả Rập Xê Út vào ngày mai ngày 24 tháng 9. Tôi mong cùng các học trò tiến sâu hơn tại ASEAN 19 không phải vì thành tích mà là để tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ còn rất trẻ của Olympic Việt Nam được cọ sát, nâng cao trình độ. Đây cũng là mục tiêu chính của đội tuyển Olympic Việt Nam khi tham dự ASEAN lần này khi lực lượng chủ yếu là các cầu thủ lứa U20, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng nhấn mạnh tới ý nghĩa của việc cử các cầu thủ trẻ Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 19 là nằm trong chiến lược phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam, nhưng cũng mong muốn các cầu thủ cần cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để nắm bắt cơ hội đi tiếp. ASEAN 4 năm mới tổ chức một lần nên đừng bỏ lỡ cơ hội đó, hãy cố gắng hết mình, trước mắt là ở trận đấu sắp tới gặp Ả Rập Xê Út. Chúc cho toàn đội đạt được mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nói. Sau buổi tập tối ngày 22 tháng 9, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết mọi việc đang khá ổn dù Olympic Việt Nam còn cửa rất hẹp. Chúng tôi đã chia sẻ với cầu thủ rằng làm sao phải nỗ lực và cố gắng để lách qua khe cửa đó. Về đấu pháp chiến thuật trận gặp Ả Rập Xê Út, ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch. Còn nhiệm vụ của các cầu thủ phải tập trung chơi tốt. Trung vệ Đức Anh bị hai thẻ vàng sau hai trận vừa qua nên sẽ không thể thi đấu trận ngày 24 tháng 9. Ở trận gặp Iran, tôi đã thay Đức Anh bằng Nam Hải ở hiệp 2, nhằm chuẩn bị để Nam Hải đá vị trí đó khi gặp Ả Rập Xê Út. Nhân sự đội còn hậu vệ Minh Trọng có thể đá trung vệ lệch trái được. Tuấn Tài bị đau gót chân nhưng tình hình khả quan khi Tuấn Tài đã tập lại. Mong rằng Tài hồi phục kịp cho trận đấu rất quan trọng sắp tới. Chúng tôi rất khó khăn nhưng sẽ quyết không buông bỏ, đấu Ả Rập Xê Út tới cùng. Hôm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bước vào buổi tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp Ả Rập Xê Út. Để giữ cơ hội đi tiếp, đội tuyển Olympic Việt Nam cần giành được ít nhất một điểm trước đối thủ này. Xếp hạng bảng B sau hai vòng đấu như sau: 1. Iran, 4 điểm, hiệu số 4. 2. Ả Rập Xê Út, 4 điểm, hiệu số 3. 3. Việt Nam, 3 điểm, hiệu số 2. 4. Mông Cổ, 0 điểm, hiệu số 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.